Miền Tây của tôi xin kính chào các bạn. Hôm nay thì miền Tây của tôi đang trên đường đi tham quan du lịch ở một cái điểm, nhưng vô tình thấy một cái bánh rất là hay để mình giới thiệu với các bạn. Thấy chú đang làm một cái bánh đây, chú đang nấu tại chỗ. Bánh trong rất là ngon lành. Bánh này bánh gì chú? Bánh ống lá dứa hả? Đây là cái cách mà chú nấu đây. Hình như chú bỏ vào trong này cái gì nè. Bột bỏ vô, nó có cái cây, có cái lỗ hơi nó thông quanh nè. Là nó chín. Lấy cái giá nó múc cỡ vô chú quay qua lên đi. Cái này như tiền 5.000. Chú là chú làm dùm con cái, coi thử coi. Đổ thêm cúng hết bánh rồi đó. Hết bánh rồi nè, đổ thêm mẻ nó được rồi. Bánh nóng lá dứa hả? Bánh nóng lá dứa. Cái nguyên liệu là gì? Bột gạo, đường, dừa, lá dứa. Bột gạo, đây là nguyên liệu bên này. Này. Bột gạo, đường với dừa. Dạ. Ủa sao không thấy bột đâu? Bột mình trộn sẵn vô đó hả? Mình xay nó nhuyễn lắm mà mình trộn cho dừa luôn chứ. Đây, cách đổ đây. Dạ. Có đầy không? Nó chặt không? Ủa sao nó rớt lum ngoài vậy? Rớt chút mình lùa nó vô. Chứ mình đổ nó đâu có chọn gì ăn được. Hấp rồi nó chín. Dạ. Chín rồi mấy rút ra mình quấn vô bọc vậy đó. Đúng ra có bánh tráng nhưng mà mình đâu ở đây không có bánh tráng. Không có bánh tráng nó không có. Đẹp quá. Bánh nóng lá dứa có đường. Có. Đường muối đồ cho mình nêm nhé, vừa ăn vậy đó. Chú để lại gì hay sao có thọt xuống không? Không bị luôn à. Rồi chút là nó xì hơi lên mình mới dặn nó xuống. Dạ. Yeah. Nó lên hơi cái dặn nó xuống mới rút ra. Mình đợi chút xíu là nó lên hơi bây giờ ăn thử một cái. Ở đâu? Thôi. Ăn con cái ha. Lấy cái cần gì đây? Lấy cái nóng, có nóng không chú? Nóng đi. Nóng đâu? À, con trong này nữa nè. Hồng, hồng dữ nóng rồi. Lên cái thôi. Đây, bánh nóng lá dứa đây các bạn. Rất là ngon. Lấy ăn thử. Bột rất là lạc ngọt ngọt. Cái xì hơi gì chú? Lấy dao dằn xuống. Cái này cũng ngon à. Chú có bán gì uống không? Có nước suối lạnh không ạ? Bán còn chai nữa. Làm ăn này không uống nước mà lắm. Bánh này ăn vô là như vậy cũng được. Ngâm ngàn mua thêm chai suối lạnh hết cái bánh không. Cô làm ơn cô Tháo rồi. Bánh nóng lá dứa ngon lắm, ăn thử em. À. Bánh nóng lá dứa. Thơm thơm. Cô Tháo nắp con luôn. Con tay. Đổ thêm cái khác. Có dừa luôn đó em. Dừa trộn đó. Gạo, đường, dừa, lá dứa. Ăn thử người mấy cá đi. Ăn cá à, chứ không ăn hai cá. Hai cá nó nghe. Cá.
Đây, cái bánh lấy gà nóng hổi các bạn quấn lại. Cắt luôn cái đầu. Cũng không phải. Cái mình lấy nó ra. Rồi sao biết nó chín chú? Nó lên hai vậy nè, bóc hai lên là chín. Cuốn bánh nó dính lại là nó chín đó. Chỗ này có mình chú bán không? Ở dưới kia có nồi nữa mà nó làm bọt không chuẩn ăn nó không ngon. Dạ. Người ta mua ở dưới ra là ta gặp bánh này người ta chê. Còn như người ta ăn bánh này ngon rồi xuống dưới người ta mua. Người ta không biết từ đâu nó như bánh dưới bánh trên này không phải. Nó làm không có đúng nguyên liệu của nó ăn không được. Chắc nó ngon chứ. Dạ. Chỗ đây. Đây là hai ống này nó không chín mấy. Thôi. Thấy không? Cái gì quên rồi? Tao xuống tao mua. Mua đi chị. Cái 5.000. Em mới làm cái ngon. Đứng ngoài phiền. Đứng quay lại chút. Ngày bán được nhiêu cái vậy? Biết nữa chú, tại vì mình đổ hàng lốn vậy đó, mình không có biết. Một son này là cỡ bao nhiêu dừa bột? Một son này đó là 2 kg dừa, 2 kg bột. Nhiều khi khách, nhiều khách hết nữa. Bán chơi chơi vậy chứ cũng đâu có lợi lắm gì. Công cán mà nổ vô mình muốn lợi. Tại ngồi không rồi mình bán vậy ha. Dạ. Nhưng mà nó đỡ hơn mình, ví dụ mình bán đồ nào cũng được thì mình bán nó cũng được cái một chút. Cái gì? Tỷ mình đổ tới chiều thì nó dọc theo nó em khách đông á, 200 cái bữa khách đông á chị nè. Mình bán mua cho nhiều cái vậy nó bằng được á. Chúng tôi kia mấy đứa bạn nó mua tiêu vậy. Nó đang kiếm tiêu đó. Đường thốt nốt, đường thốt nốt này nhiêu chú? Có loại 50, loại 30. Cái nào 50? Bọc thì 50, loại cây thì 30. Cái này 1 kg hay sao? Cái này là đường nguyên chất nè. Nó ngon hơn, cái này là đường combos, còn cái kia nó pha. Cái này sao? Cái này đường combos đó. Mà 1 kg nhiêu? 50, còn cái loại cây này thì 30. Là 1 kg ký hết á? Ừ, ký hết á. Đường thốt nốt các bạn. Cái bọc nhỏ là hột é hả? Dạ hột é, hũ chôm là hũ còn. Chút lấy con mấy cái đường đi, không mua đường. Mà xuống mới được chứ đeo lên là không được. Xuống cậu sách. Mấy cái này cái gì? Cái đó hũ chôm. Mũ chôm hả? Dạ, hũ chôm mình ngâm. Để làm gì ăn? Ngâm ba đường á chú, hột é, lừa ư, hũ chôm. Giống như mũ gòn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Cái đó là hột ư đó, hột ư mình cũng ngâm đó. Hột ư là ngâm sao? Bánh tim có nóng hổi không thôi? Dạ. Bánh ống lá dứa. Bánh cuốn lá dứa. Dạ ngon lắm cô. Cái 5.000 mới ăn xong đây. Dạ. Chả có cách gì cậu. Thì ăn không? Mua cho ăn cái. Ăn đi con.
đấy cho cái nóng chút nè, nóng nè, đây nè, ảnh mới rút nè chị. Rồi nóng hỏi luôn, nóng hỏi đó. Bánh này đặc sản đây hả? Rồi ăn thử được thì mua thêm với đi chứng kiến, không trả lên nhà nó trước nhà dọc được là quạt có đường. Ủa mấy đứa đâu cho ngon, nó không phải ngọt không? Nó lên lạc à? Thì đó lạc lạc là nó khói. Dạ. Mày hỏi nha. Bây giờ đâu có làm đường ngọt. Dạ. Đây là chỗ bán bánh nóng lá dứa của chú ở ở giữa cái đường lên Thạch Động. Dạ, quay phim lại phải không? Dạ, có bạn nào có trải nghiệm tới đây ăn ngon mới ăn cái. Đây là gian hàng của chú bán bánh nóng lá dứa nè. Đây, đường lên trên Thạch Động Hà Tiên các bạn. Giữa đường, gần tới cầu thang leo lên nè. Các bạn nào có dịp đi lại đây ghé nhớ cái ủng hộ chú rất là ngon. Đơn giản, rẻ. Chương trình lần này xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp. Cảm ơn.